Rồi như vậy các bạn sẽ vào trong cái Lightroom của mình, nó sẽ có đầy đủ thông tin nha. Các bạn sẽ có tài liệu, phần hướng dẫn cài đặt, nhớ cài đặt lại theo cái hướng dẫn này để cho nó có SA. Và bạn nào cài xong rồi thì vào ở trong cái thư mục driver. Các bạn sẽ copy hai cái folder, hai cái file này về. Copy về. Download về. Về download về đâu? Rồi mình sẽ chuyển vào cái thư mục. Đây, mình download về được rồi nè. Mình sẽ chuyển nó vào một cái thư mục ở dưới trật tự giúp thầy. Giả sử các bạn sẽ có một cái folder của SQL và các bạn tạo cho thầy một cái folder là mã số sinh viên, tên họ lốt, tên viết tắt dính liền com 1 2034 để cho nó không có nhầm lẫn, và các bạn có cơ sở dữ liệu ở đây. Và chỗ này chúng ta có thể để cái phần lab 1, thì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái báo cáo lab 1 ở đây. Rồi mình mở lab 1 lên. Lab 1 yêu cầu mình làm gì? Cài đặt. Cài đặt xong. Bây giờ làm tiếp phần này nữa là xong. Các bạn, đầu tiên vào cho thầy cái phần thứ nhất là tắt, tức là thêm cơ sở dữ liệu vào máy của mình. Vậy trước tiên xem máy của mình có cơ sở dữ liệu này chưa. Vào ổ C, RAM file, Microsoft SQL Server, thư mục cuối cùng MSSQL Data. Như vậy trong này chúng ta chưa thấy cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu để mà quản lý dự án, chưa có. Nhiệm vụ của mình bây giờ mở server lên. Rồi các bạn sẽ connect vô 123, password 123 connect. Trong cơ sở dữ liệu của mình chưa thấy quản lý dự án. Chúng ta lấy chuột phải lên cái chữ database và chọn extract thêm vào. Phần này ở trong cái slide cũng đã có hướng dẫn cho các bạn rồi. Và trong slide thì trong này đây các bạn, slide nó nằm đây ở trên cái phần tài liệu của các bạn, nó có luôn cả cái slide sinh viên nè, slide có luôn rồi, cho nên nếu mà các bạn muốn xem slide thì có luôn, muốn đề láp có luôn. Và chúng ta sẽ lấy chuột phải, chúng ta chọn extract, tìm cho thầy cái file hồi nãy của mình, file nằm đâu. Chúng ta lấy file ở đây là cái ổ hồi nãy của thầy, là nó nằm trên ổ đĩa của Rai cho nên là mình không thấy. Bây giờ thầy sẽ tạo cái thư mục đó trên ổ đĩa D đi, tại vì hồi nãy thầy tạo trên Rai cho nên nó không thấy cái thư mục này. Thầy kết cái này của ổ D đi ha. Rồi như vậy tất cả bài làm của thầy sau này thầy sẽ để trên ổ D, được chưa? Rồi ok, thầy tìm đến ổ D.
thư mục của mình đây, chọn cái quản lý dự án MDF. Ok, sau khi bạn chọn như vậy thì dưới này nó ra hai file, một file cơ sở dữ liệu và một file log, là sẽ ghi nhận quá trình thay đổi cập nhật cơ sở dữ liệu của mình, log. Còn cái file trên là cái file chính về cơ sở dữ liệu. Ok, và mình chọn. Lý do bạn sẽ xử lý chỗ này khi bạn ấy tắt lần đầu nó sẽ bị lỗi. Vậy mình xử lý cái lỗi này sao? Xử lý lần sau. Ở đây trong cơ sở dữ liệu của mình, hai cái file này nè, nó chưa được cấp quyền, bởi vì cái file này thầy copy từ chỗ khác vào đây. Và khi copy vào đây thì ở trong này nó chưa được cấp quyền sử dụng cái file này. Đó, thì thầy sẽ cấp quyền cho nó. Bạn sẽ chọn property. Nếu bạn nào mà Windows 11 thì nhớ chọn show more option. Chọn property, hoặc là ở trên này hình như nó cũng có sẵn property. Bạn chọn qua phần security. Ở dưới này bạn sẽ chọn advanced. Thôi chọn edit ở đây được rồi. Chọn user. Bạn chọn full luôn cho thầy. Sau này bạn đi làm công ty thì người ta sẽ phân quyền kỹ hơn rất nhiều. Phân quyền kỹ hơn. Và người ta sẽ vào cái phần advanced này các bạn. Người ta phân quyền kỹ lắm. Advanced này. Và chúng ta sẽ chọn ở đây. Và chúng ta view lên xem, và chúng ta có thể sửa cái advanced này. Change. Và phân quyền trong này kỹ hơn. Đó, phân quyền kỹ hơn chứ không phải là phân quyền cơ bản như mình. Đây nè, nó có quyền gì? Full Advanced Permission, rất là nhiều quyền. À, còn đối với mình bây giờ thì tạm thời mình phân quyền full cho em này, tạm thời nha. Sau này đi làm không có phân full đâu nhé, rất nguy hiểm. Full User là ai cũng có thể vô cơ sở dữ liệu này để quậy trong này á. Thì các bạn phải phân chính xác cho user nào được quyền. User đó là IT mới được quyền vô cơ sở dữ liệu. Còn nếu người dùng á, người ta không có can thiệp dưới này các bạn. Người dùng mặc dù là người ta nhập sinh viên vào, người ta lưu và người ta request sinh viên lên, hoặc là đào tạo request bản điểm lên, nhưng mà không hề biết cơ sở dữ liệu là gì. Người ta chỉ ở mặt trên thôi. Còn cơ sở dữ liệu là nó nằm ở tầng dưới á. Mà tầng dưới này chỉ có IT mới can thiệp nha. Như vậy lúc này bạn phải tạo tài khoản IT và bạn share cho IT thôi nha, chứ không phải là bạn share full như vậy đâu. Thì lúc đi làm phải chú ý chỗ này. Rồi ok. Tương tự như vậy, cái này mình cũng set lại nha. Set lại. Chọn user, chọn full cho thầy. Rồi, quay trở lại SQL. Để tắt lại. Mình hồi nãy mình chọn ổ D rồi, cho nên giờ nó còn nhớ đường dẫn nè. Ok nha. Hên quá. Vô rồi. Không lỗi nữa. Rồi, ok. Như vậy ở trong này nó có một cái folder, xin lỗi, nó có một cái database là quản lý dự án 2034. Mình mở ra xem nào. Table mình có được nhân viên, có được phòng ban. Và các bạn xem thử là cái lab của mình nó còn yêu cầu gì không? Lab còn yêu cầu gì khác không? Rồi sau khi mà các bạn tắt xong thì chúng ta sẽ quay lại cái thư mục của mình xem thử là mình đã tắt được chưa. Sau khi tắt xong thì xem lại có được hay không. Ok, bây giờ mình quay lại mình xem nè. Đây, có chưa? Chưa có. Refresh nó cái.
Được chưa ta? Đâu rồi? Nãy mình đã tắt vô được chưa? Tắt vô được rồi nè. Cơ sở dữ liệu của mình. Tên, cái cấp. Rồi được extract từ đường dẫn ở đây, đường dẫn ở đây. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ thử xài thử nè. Mình thử xài. Ở trong này người ta sẽ yêu cầu mình xài nè. Thử xài cái cơ sở dữ liệu này. Rồi ok. Bây giờ ở trong này mình sẽ có table gì? Table nhân viên. Bạn nào thử cho thầy cái lệnh để mình select coi còn nhớ không? Select sao? From nhân viên. Ok. Select sao from nhân viên. Như vậy mình đã có được dữ liệu của nhân viên rồi. Hả? Chạy luôn rồi. Được chưa? MySQL nó có nhiều cái chắc khác chút chút. Không khác nhiều nhưng mà có khác. Rồi ok. Như vậy thì chúng ta đã. Rồi và bây giờ chúng ta tìm mấy bạn nữ thôi. Được không? Phải. Phải. Được không? Được không? Gì ta? Hả? Nữ này chính xác rồi, đâu cần phần trăm. Vậy sai gì? Sai gì? Chuỗi nó không nằm trong giấy phép mà nó nằm trong giấy đơn nhá. Ok, có hai bạn nữ hả? Cái nào? À, ủa chứ các bạn học không được nói đến cái này hả? N này là Unicode. Bạn khai thác Unicode thì bạn để N phía trước. Tiếng Việt có dấu. Ừ, N hoa. Rồi, ok. Như vậy thì bạn nào làm xong đến phần này cho thầy biết. Để coi thử lớp 1 còn gì nữa không. Nếu mà xong chấm bài luôn. Rồi tắt xong. Thao tác truy vấn dữ liệu. À, tạo cái này, tạo cái diagram này. Ok. Bây giờ cái này để đó đi ha, vì cái file này nó là file riêng. Bây giờ các bạn lấy cái diagram nè, nó khác với SQL. Nó khác với MySQL. MySQL thì mình lấy ở cái diagram là ở trên cái phần menu trên này. Còn đối với lại SQL Server thì bạn vào đây. Ở chỗ này là nó có sẵn rồi nè. Nếu như mà nó không có, giả sử chỗ này không có đi, delete đi. Thì giờ làm sao? Đó, giả sử chỗ này không có. Không có diagram.
thì mình click chuột phải, mình chọn New, New Data Diagram. Nó có hai cái nhân viên và phòng ban. Còn cái ABC này là tạo thêm thử. Add vào. Close. Đây. Được chưa? Đó. Được không? Rồi. Còn gì nữa không? Rồi. Còn cũng khá nhiều đấy. Tìm nhân viên làm việc ở phòng số 4. Tìm nhân viên có mức lương trên 30.000. Tìm cái này nhiều quá. Thôi, bây giờ thầy chấm đến cái mức này thôi. Thầy chấm đến mức mà tạo ra cho thầy cái diagram là 1. Select cho thầy một cái câu cơ bản là 2. Thầy chấm đến đây thôi. Là coi như đến câu mấy rồi? Đến câu câu 3 rồi đó. Đến câu câu 2. Đến câu 2, còn câu 3 là query dưới này khá nhiều. Câu 3, câu 4 là query nữa. Được chưa? Cho nên là mình chấm đến câu 2, coi như là đến câu 2. Bạn nào xong thì cho thầy